Mình Dạ. bên Thái Lan cũng có nhóm nhóm áo vàng, mình cũng có nhóm áo vàng nha. Dạ. Rồi bắt đầu. Dạ, con xin đánh lễ sư và con Rồi. kính thỉnh sư cho chúng con bài pháp thoại hôm nay. Cảm ơn bà con. Sáng hôm nay là đầu xuân nguyên đán. Xuân là xuân cho bà con ở Việt Nam, xuân là xuân cho người Việt hải ngoại mà ở chỗ nào có cộng đồng lớn. Chứ còn riêng chúng tôi ở đây đó thì xuân gì này, bà con cho bánh tét bánh chưng mà ăn mà cảm giác như ăn dỗ rồi. Thì chung quanh thấy mấy ông Tây mà đầm rồi chất quớt rồi mắc mớ gì mình nó tự nhiên mình ăn. Ok, cái bài giảng đầu năm của mình á nó hơi đời một chút. À, nó được rất là đời, nó mang cái từ cái chủ đề nó là chợ đời. Chợ đời. Mà nó cũng nếu mà ai chép bài á, thì có thể gọi là lấy hai cái tựa, một là tựa chợ đời, hai là cái tựa vốn liếng. Ở trong cái chữ Pali đó gọi là chữ Upadhi. Upa to spell nha, tôi đánh bằng nha, là U P chữ P là Peter, U P A D H I Upadhi. Tiếng Hán á dịch là sanh y. Tiếng Mỹ thì dịch là substratum of existence, tức là nền tảng của hiện hữu. Substratum of existence, nền tảng hiện hữu. Cái chữ đó rất là quan trọng kinh khủng lắm, quan trọng kinh khủng lắm. Nó quan trọng đến mức mà nếu sáng nay có một người hoàn toàn gọi là mù tịt về Phật pháp mà đến hỏi tôi về giáo lý, về nền tảng nhận thức, nền tảng hành trì của Phật giáo. Tôi nhắc lại, nền tảng nhận thức và nền tảng hành trì của Phật giáo, gọi từ chuyên môn là pháp học và pháp hành ấy, thì tôi sẽ đem cái chữ này ra tôi giảng một chữ một thôi, chữ Upadhi. Và có trên 1.000 lần tôi nói rằng chúng ta có nhiều bộ tam tạng để nghiên cứu. Cái bộ tam tạng thứ nhất đó là ba tạng, kinh, luật và Atidàm. Cái bộ tạng thứ hai, cái bộ tam tạng thứ hai đó chính là những cá nhân mà gọi là song toàn kim ưu về pháp học pháp hành. Ví dụ như ngày Pa Ao chẳng hạn, ngày Mahasi chẳng hạn, ngài Chan Cha chẳng hạn, bà Chan Ep chẳng hạn, ngài Lady Sayadaw chẳng hạn, thì những vị đó trong nhận thức của tôi họ cũng là những bộ tam tạng, tức nghĩa là mình nhìn họ, mình nghe họ, mình đọc họ, mình có thể tu được. Đấy, đó là bộ tam tạng thứ hai. Và cái bộ tam tạng thứ ba đó chính là cái bộ từ điển Pali. Có nghĩa là từng chữ Pali ở trong các bộ từ điển ấy. Mà nếu mà bà con mà học kỹ từng chữ đó, lấy cái bộ tam tạng tức nghĩa là từng học kỹ từng chữ đó, phải không? Ví dụ như chữ câm đó là nghiệp, học cho tới nơi tới chốn là vô số vấn đề giáo lý, chưa nói là toàn bộ giáo lý nằm trong một chữ nghiệp thôi. Rồi thứ hai là chữ pháp, chữ Dhamma. Chữ thứ ba là ví dụ như chữ Buddha là Phật. Rồi chữ thứ tư là ví dụ như cái chữ Panya là trí tuệ. Chữ thứ năm là chữ quý mốt khá hay là quý mốt tí, có nghĩa là giải thoát. Có nghĩa là cứ lật từ điển ra, cứ lật từ điển ra, lấy đại một chữ rồi nghiên cứu tới nơi tới chốn, thì tôi xin khẳng định và nói cái từ ngoài đời kêu là thề đó, tôi xin thề đọc đó là một chữ mà chữ phạn đó mà tới nơi tới chốn đó là coi như là giáo lý gọi là trùng điệp trong đó, đặc biệt như vậy. Giống như hôm nay bà con nào mà có nghiên cứu về theology, tức là thần học ấy, của Thiên Chúa đó, không thì bà con chỉ cần biết tiếng Latin hay là tiếng tiếng Con tức là tiếng Hy Lạp cổ ấy, hoặc tiếng Hebrew hoặc là tiếng Do Thái kêu là Hebrew ấy, thì từng chữ trong đó, từng chữ trong Thánh Kinh đó, là nó mở ra vô số vấn đề liên hệ đến Chúa. Chúng ta giỏi tiếng Hán, chúng ta chỉ cần mở Nam Hoa Kinh, Đạo Đức Kinh, rồi Liệt Tử, rồi Dương Tử, thì coi như là mỗi chữ trong đó mình xé ra được vô số vấn đề đạo học trong đó, ghê như vậy. Cho nên cái bộ tam đẳng thứ ba mà tôi nói đó chính là từ điển Pali. Thì sáng nay chúng ta học một về một chữ,
trong đó đó là chữ Upadhi. Upadhi, cái chữ này nãy tôi nói rồi, Hán dịch là sanh y, tức là nền tảng của hiện hữu. Tiếng Mỹ là dịch là substrate of existence. À, nó cũng nghĩa như vậy luôn, tức là nền tảng hiện hữu. Tôi dịch là trong cái mùa Covid thì tôi xin mượn cái chữ nền ha, tại vì bệnh nền cũng là đất nền, đất nền của hiện hữu chữ Upadhi. Thì trong tiếng Việt Nam mình có một chữ gọi là chợ đời đó. Chợ đời là sao? Chợ đời có nghĩa là ở đó không có cái gì làm miễn phí hết. Sometimes, thỉnh thoảng. Thì chúng ta thấy chúng ta đi shopping á, chúng ta thấy nó có cái chữ gọi là on sale, tức là hạ giá. Nhưng mà nó nhớ cái on sale là thỉnh thoảng, nhưng mà bất cứ cái gì ở ngoài chợ đều là for sale. Nhớ nha, là mình nhớ cái chữ này. For sale khác mà on sale khác. For sale là tất cả mọi thứ hãy bày ra bán đều là for sale hết, nhưng mà on sale là hạ giá. Cũng giống như tôi lâu lâu tôi nhắc bà con nhớ tiếng Mỹ này có hai cái chữ bà con phải lưu ý. Mình tu hành là mình tu để đạt đến cái chữ carefree chứ không phải là careless. Hai chữ này khác nhau xa lắm, không? Carefree là tự tại, nhưng mà careless có nghĩa là buông thả. Hai chữ này khác nhau xa vời vợi, nhớ nha. Nhớ. Thì ở đây chúng ta có cái chữ chợ đời đó. Chợ đời có nghĩa là mọi thứ ở đời này cái gì cũng phải là có cái giá để trả hết. Này, cái gì phải có cái giá để trả. Đừng bao giờ than là cái gì đó nó quá đắt. Bởi vì nếu nó không đắt thì nó không đáng để cho mình để mắt. Nhớ nha. Đừng, đây là một cái câu mà mấy bà con nào mà shopaholism, cứ là mấy cái người mà tính đồ mà shopping ấy, phải nhớ câu này. Đừng than nó quá, đừng cho nó quá đắt. Bởi vì nếu mà nó không đắt thì nó không đáng để ta để mắt. Nói cái đó cũng giống như thống chế cốc của Pháp cũng có một câu thế này: không có vấn đề nào là dễ, vì nếu nó dễ thì nó không phải là vấn đề. Này, nhớ nha, đã đến chợ đời thì thứ nhất là tiền trao thì cháu mới mốc, mà thứ hai nữa là tiền nào thì của nấy. Và cái thứ ba là anh có tận dụng được, anh có tận dụng được cái mà anh có để mà đổi nó ra tiền hay không. Nếu mà anh là người có cái máu vừa buôn bán như là người Tàu, họ có nói nó là phi thương bất phú, tức là không có buôn bán không có giàu được. Buôn bán mới giàu được. Thì mình nhớ cái câu đó, cái câu đó nghĩa nó sâu lắm. Có nghĩa là mình phải có cái máu buôn bán. Có nghĩa là mình nghèo thì chỉ cần một vài lít nếp với một trái dừa khô là mình đã có nồi chè mình gánh mình bán rồi. Rồi mình khá hơn chút là mình có tiệm tạp hóa, khá hơn chút nữa thì mình buôn bán cửa hàng điện máy, phụ tùng xe hơi, ô tô. Rồi khá hơn chút nữa là mình là tổng đại lý hoặc là công ty phân phối hoặc là sản xuất những mặt hàng xuất khẩu. Nhớ nha. Thì tùy vào cái kinh nghiệm, thì tùy vào kiến thức, tùy vào cái vốn liếng mà mình có, thì mình có thể có cái thu nhập, có cái doanh thu cao hay thấp. Nhớ về những cái đó. Ở đây cái chữ Upadhi ở đây đó, tôi khẳng định trong tiếng Pali đó, cái chữ đó không hề có nghĩa là vốn liếng, nhưng mà trong trường hợp này mình hoàn toàn có thể dịch là vốn liếng. Nhớ nha. Vốn liếng là sao? Cứ mỗi lần mà mỗi lần có nghĩa là mỗi giây đó, mỗi giây đồng hồ á, mà bà con có một cái thiện niệm hay là có một cái ác niệm. Thiện niệm là sao? Là chánh niệm, trí tuệ, từ bi, thiền định, thì nó gọi là thiện niệm. Còn ác niệm là sao? Là tham sân si ái mạn kiến nghi, ganh tị bủng xỉnh toan tính căm hờn ghen tuông, thì cái đó gọi là ác niệm. Thì cứ mỗi một cái giây mà bà con có ác niệm hay thiện niệm ấy, thì nó sẽ để lại hai cái thứ quả báo gì. Nói gọn là hai, mà nói rộng là ba. Thôi mình nói ba đi, nói ba thì trong lớp này là mình phải nói ba. Nói ba, thường tôi chỉ nói hai thôi, mà ở đây phải nói ba. Ba đây là gì? Khi mà mình có cái thiện niệm thì trước mắt là mình được an lạc. Bà con sống bằng thiện niệm thì trước mắt là bà con an lạc tất cả. Bà con sống bằng ác niệm thì trước mắt ngay tại chỗ là bà con bị đau khổ trước đây. Đó là cái quả báo thứ nhất. Cái quả thứ hai nó gọi là cái quả tục sinh. Có nghĩa là khi một cái thiện niệm hay là ác niệm nó có mặt thì nó sẽ kín đáo, âm thầm, lặng lẽ, nó tạo ra một cái tâm đầu thai cho một cái kiếp sau nào đó, hoặc xa hoặc gần. Tại sao có cái xa cái gần?
là bởi vì nếu mà nó mạnh quá, mà tại sao nó mạnh, là bởi vì là nó có nhầm vào một đối tượng nào đó và nó có cái chủ, nó nhắm tới cái chủ ý gì, cũng cái thiện niệm đó, phải không? Mà nó nhắm đến một cái đối tượng, hoặc là một đối tượng đức độ, hoặc là một tập thể đông người, thì cái sức mạnh nó lớn lắm, phải không? Rồi thứ hai nữa đó là cái tâm trạng mình lúc đó mạnh thì yếu, phải không? Và thứ ba là chủ ý. Thí dụ như là tôi cũng bỏ ra một số tiền, nhưng mà tôi chỉ mời cơm một số tăng ni, Phật tử, một số người nghèo, người bệnh, người già, neo đơn, thì nó lại khác. Mà cũng số tiền đó mà tôi bỏ ra để làm cầu đường, không, trường trạm, giếng nước, vườn cây cho cái kế hoạch lâu dài, thì cái quả báo nó khác. Cũng số tiền đó mà tôi nhắm đến cá nhân, mà tôi thương, tôi kính, tôi quý, tôi thương, tôi quý yêu, nó khác. Mà cũng số tiền đó mà tôi nhắm đến một cái đối tượng tập thể, nó khác. Cũng cái số tiền đó, cũng công sức đó, cũng thời gian đó mà tôi nhắm cho một cái cá nhân thì nó không bằng một tập thể. Rồi cá nhân nó lại có hai trường hợp: cá nhân đức độ và cá nhân lơ tơ mơ. Đấy. Thì như vậy thì tùy thuộc vào cái cường độ thiện tâm, ác tâm, tùy thuộc vào cái đối tượng. Đấy. Và thứ ba là tùy thuộc vào cái chủ ý hành động. Thì chính ba cái điều này nó quyết định là cái thiện niệm, ác niệm đó nó mạnh hay yếu. Và chính vì nó mạnh hay yếu thì cái thời gian cho quả nó sẽ gần hay là xa. Không? Nhớ cái này. Cho nên mỗi lần bà con có một cái thiện niệm hay ác niệm ấy, thì nó kính đáo, nó tạo ra ba thứ quả báo. Một là quả báo hiện tiền ngay bây giờ. Hãy ác niệm thì mình bị đau khổ. Không? Mình sống trong ghen tuông, sợ hãi, hờn, giận, tức, tội, bụng, xỉn, ganh, tị, toan, tính, tiểu, tâm. Không? Thì ngay lúc đó mình bị khổ rồi. Cái quả thứ hai là cái quả tục sinh, có nghĩa là cái thiện niệm ác niệm đó, đó nó kính đạo nó tạo ra một cái tâm đầu thai cho một kiếp sau nào đó, hoặc xa hoặc gần. Thứ ba là nó tạo ra cái quả bình sinh cho cái kiếp đó, có nghĩa là khi mình đã sanh ra trong bây giờ tôi có một cái thiện niệm đây, nó mới tạo ra một cái tâm đầu thai cho một cái kiếp nào đó tôi sanh ra tôi được làm người hay là làm trời, phải nói làm người đi, thì do cái thiện niệm bây giờ tôi được sanh ra tôi làm con người. Đó là quả tục sinh. Nhưng mà cái quả bình sinh là sao? Có nghĩa là khi mà tôi được mang cái thân người rồi thì mắt của tôi, tai, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của tôi nó sẽ biết được gọi là các cảnh trần như ý. Mắt của tôi nó được nhìn thấy những cái mà tôi muốn thấy. Tai tôi được nghe những cái mà tôi muốn nghe, không? Mũi tôi ngửi được những mùi tôi muốn ngửi. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, không học Atida mình đi cái này. Bà con phải đồng ý với tôi là tùy vào cái tình trạng sức khỏe, tùy vào cái trình độ kiến thức, tùy vào cái bối cảnh gia đình, bối cảnh sinh trưởng, xã hội, đất nước, không? Tùy thuộc vào điều kiện tài chính, không? Tùy thuộc vào những cái đó. Mà trong đời sống thường nhật của chúng ta mỗi ngày, các căn của chúng ta nó có tiếp xúc được với các trần như ý hay là bất toại đó. Thí dụ như mình thấy có những cái bối cảnh gia đình mà từ bé đẻ ra là phải thấy cái cảnh mà bố mẹ gây gổ, không? Xóm làng thì trộm cắp tệ nạn, sống trong cái xóm ổ chuột, chỉ nghe mùi cống rãnh rác rến, ăn thì chỉ ăn những thứ mà mình mua được, chứ không phải là mình ăn được những thứ mà mình có, mình muốn mua. Đấy, hai cái này khác nhau. Ăn cái thứ mà mình mua được và ăn cái thứ mà mình muốn mua, hai cái này nó khác nhau. Ở cái vậy, ở cái nhà mình muốn hay là ở cái nhà mà mình mua được hay là nhà mình muốn mua. Chiếc xe cũng vậy, đôi giày, đôi dép cũng vậy, đồng hồ, mắt kính, dây nịt, áo, quần, không? Tất cả đều có hai loại. Một loại là mình xài cái thứ mà mình có được, hay là mình xài cái thứ mà mình muốn có. Xài được cái thứ mà mình muốn có đó mới là tội ý, không? Còn mình xài cái thứ mà mình có được thì chưa chắc, không? Đấy. Thì cái trường hợp mà cái quả bình sinh ấy, hôm nay mình sống nhiều bằng ác niệm thì đời sau sinh ra các căn của mình nó sẽ tiếp xúc với các cái trần bất toại. Mình phải xài cái thứ mà mình muốn xài, mình ăn cái thứ mà mình muốn ăn, mình phải thường xuyên ngửi những cái mùi mà mình muốn ngửi, con mắt mình phải thường xuyên thấy những cái mà mình không muốn thấy, và lỗ tai mình phải thường xuyên nghe những cái mà mình không muốn nghe. Thấy chưa? Rồi bây giờ tôi trả lại, sanh y đây là gì? Cái chữ upathi đây có nghĩa là tất cả những cái gì mà thiện ác tiền kiếp nó đã tạo ra cho chúng ta kiếp này, nó chính là nền tảng sinh hữu, nền tảng hiện hữu nha. Đấy. Do tiền nghiệp chúng ta sinh ra làm con chó, là quý vị đã nghe tới chữ con chó là quý vị hiểu rồi, quý vị hiểu cái nền tảng
đời sống của con chó nó ra sao. Con chó nhà giàu tối đa là nó được ăn uống không? Ngon lành, nó được chăm sóc y tế không? Có bác sĩ thú y. Cái chỗ nằm của nó, nước uống của nó, thức ăn của nó tốt hơn con chó nhà nghèo hết, không thêm nữa. Trong khi mình làm con người lại khác à. Làm con người mà nhà giàu nó khác, nó khác xa con chó nhà giàu. Rồi làm con người mà nhà nghèo ấy, nó khác cái con chó nhà nghèo. Đấy. Rồi làm con người mà khỏe mạnh ấy, nó khác con chó khỏe mạnh. Làm cái con người mà bệnh hoạn, ốm yếu thì nó khác cái con chó bệnh hoạn, ốm yếu. Các bạn thấy chưa? Người thấy rõ ràng cái nền tảng nó đầu tiên ấy, đó là cái tâm thức tái sinh ấy, đó là một thứ nền tảng. Đấy. Từ cái nền tảng tâm thức ấy, nó mới dẫn đến cái chuyện là sáu căn của mình nó như thế nào. Đó là một chuyện. Thì hồi nãy tôi có nói thế gian này nó là cái chợ. Cái vấn đề đó là anh có tận dụng được cái vốn mà anh có hay không. Con chó, con heo tôi mới nói, bởi vì nó là tận cùng rồi. Bây giờ nói con người. Trong kinh Phật dạy rất rõ, chúng sinh trong đời có bốn hạng. Cái hạng thứ nhất ấy, là sanh ra trong bóng tối mà đi về ánh sáng. Có nghĩa là sanh ra trong một cái môi trường, trong một bối cảnh, trong một cái điều kiện gọi là rất là ngặt nghèo, rất là hạn chế. Nhưng mà nó, khi mà trưởng thành, đấy, lớn khôn thì lại có một đời sống thì hiền thiện, tốt đẹp, minh triết, lợi mình lợi người. Như vậy là sanh ra trong bóng tối mà hướng về ánh sáng. Cái hạng thứ hai đó là sanh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối. Có nghĩa là sanh ra trong một cái gia đình phải nói là có đầy đủ điều kiện. Bản thân là có sức khỏe, có nhan sắc, có trí thông minh, đấy, ngon lành. Có cái sanh y, ấy, ngon lành. Có cái vốn liếng, nền tảng, ngon lành. Có cái cơ địa, có cái tiên thiên, ngon lành. Nhưng mà đó, từ lúc trưởng thành, lớn khôn thì người này có một cái đời sống hướng hạ, tiêu cực. Không có hướng thượng. Một đời sống không có vị tha, một đời sống chỉ có vị kỷ, ích kỷ, chỉ biết mình thôi. À, nhớ nha. À, thì cái trường hợp này, cái người này đó gọi là sống không có lưu ý đến lợi ích của mình, của người khác trong đời này và trong kiếp sau. Thì cái hạng này được gọi là sinh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối. Khi giải thích hai hạng này, đầu tiên đó, là hai hạng xa khỏi giải thích. Không? Cái hạng thứ nhất là sinh ra trong bóng tối mà hướng về ánh sáng. Hạng thứ hai là sinh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối. Hạng thứ ba là sinh ra trong bóng tối và tiếp tục hướng về bóng tối. Không? Sinh ra trong một cái điều kiện rất là tệ và cũng có một lý tưởng sống không ra gì. Và hạng thứ tư đó là sanh ra trong ánh sáng và cũng hướng về ánh sáng, có nghĩa là sanh ra trong một cái điều kiện ngon lành, hoàn hảo và cũng có một nếp sống hướng thượng, tích cực, lợi ích. Thì mình thấy như vậy, mỗi người có một cái kiểu tận dụng cái vốn liếng khác nhau. Có nghĩa là cái vấn đề nằm ở chỗ là lấy mắt mà nhìn thì rõ ràng là cái vốn liếng của chúng ta đã có thể kẻ ít người nhiều. Nhưng mà trong thực tế đó, thì nếu mà mình biết tận dụng có cái máu buôn bán một chút á, chỉ buôn bán này trong mặt kép nha, mặt kép một chút, thì cái vốn bao nhiêu đi nữa mà nếu mà được tận dụng, vận dụng một cách thông minh ý, thì nó vẫn dẫn đến những doanh thu, những cái thu nhập tốt. Còn cái vốn liếng mình có ngon lành cách mấy, nhưng mà nếu mà mình không biết tận dụng, không biết vận dụng ấy, thì cuối cùng cũng đi ăn mày. Tàu họ nói ngồi không mà ăn núi cũng lỡ, tọa thực sơn băng ngồi không mà ăn núi cũng lỡ. Mình sinh ra mình đẹp, mình khỏe, mình giàu, mình thông minh, nhưng mà mình chỉ biết hưởng mà không biết tạo ra cái mới đó, thì tọa thực sơn băng, ngồi không mà ăn núi cũng lỡ. Dùng cái nhan sắc của mình á để mà hưởng thụ, để làm toàn chuyện tầm bậy không. Dùng cái sức khỏe của mình làm toàn chuyện tầm bậy không. Dùng tiền bạc, dùng uy tín, tiếng tâm quyền lực của mình để làm toàn chuyện tầm bậy không. Thì như vậy gọi là tọa thực sơn băng, ngồi không ăn thì núi cũng lỡ. Còn một người mà họ sanh ra kém may mắn không? Về sức khỏe, về ngoại hình, ngoại diện, rồi điều kiện tài chính, quan hệ xã hội có thể không ra gì, nhưng mà nếu mà họ có một nếp sống vươn lên, có một lý tưởng sống gọi là ngon lành, tích cực, hướng thượng, thì họ có thể gọi là một cái người gọi là bắt đầu từ số 0 nhưng mà kết thúc ở số tỷ. Còn có những người sanh ra ở vạch đích, có nghĩa là sanh ra ở đỉnh, ở top, nhưng mà không biết tận dụng cái điều kiện đó,
thì coi như là cũng hoàn không. Nhớ nha, thì cái nội dung chính của bài giảng sáng nay là tôi phân tích các cái loại vốn liếng khác nhau. Cái vốn liếng đầu tiên là hình hài này. Đây, đó là vốn liếng đầu tiên. Hồi nãy tôi có nói bốn cái loại đọa xứ súc sanh ngạ quỷ rồi, thôi mình đừng có đụng tới, vì mình bây giờ mình nói con người, dẹp chư thiên quan bên luôn, mình nói con người mình thôi nha. Thật ra mình nói về con người cũng là nói về chư thiên rồi. Bây giờ mình nói về con người đi. Sanh ra trong một cái hình hài ngon lành, có mắt, có mũi, có lưỡi, nhưng mà cái con mắt của mình ấy, mình dùng nó như thế nào? Có những người cặp mắt của họ cũng thấy, cũng nhìn như người ta vậy đó, nhưng mà đó, những cái mà họ thấy nó chỉ làm cho họ khổ thêm thôi. Nhớ nha, lỗ tai cũng vậy. Có những người cả đời đó, họ cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi như người ta vậy, nhưng những gì họ thấy, họ nghe, họ ngửi, nó chỉ làm cho họ thêm đau khổ, thêm phiền não, thêm sa đọa, gieo thêm cái tập khí sanh tử thôi. Thấy chưa? Cái vốn liếng giống nhau, đứa nào cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi y chang hết, nhưng mà vấn đề nó tận dụng cái vốn liếng nó ra sao. Có đứa nó cũng dùng mắt, tai, mũi, lưỡi mà nó tu tập, có đứa nó dùng mấy cái này để mà nó làm gì bất thiện. Tôi hỏi bà con nha, mình đi câu cá mình xài mấy mấy căn trong 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mình xài mấy căn? Đi câu cá là chắc chắn là nhãn căn rồi. Rồi có xài nhĩ căn không? Có chứ, có. Mình ngồi mình nghe gió thổi, nghe chim hót, rồi nghe tiếng cá nó lên nó ăn. Đó, mình phải xài lỗ tai chứ. Rồi mũi chắc chắn là đi câu cá làm sao bịt lỗ mũi được, phải có lỗ mũi. Hương đồng gió nổi rồi ha, hoa đồng gió nổi. Lưỡi thì mình tạm thời không có xài rồi, nhưng mà thân căn xài chứ. Mình cầm mình câu, rồi cái tư thế mình ngồi là thân căn. Còn ý căn là tuyệt đối là lúc nào cũng có rồi. Như vậy nội chưa riêng cái chuyện mà mình đi câu cá mình cũng xài 6 căn, đúng không? Rồi mình đi đánh bài, mình đi nhậu nhẹt, mình đi vũ trường, mình đi trộm cướp, đào tường khoét vách, cướp của giết người, cưỡng bức phụ nữ, hà hiếp người già trẻ em, người tật nguyền, không? Thì tất cả những tội ác đó đều là làm bằng 6 căn hết. Rồi bây giờ qua đến chuyện tu hành. Cái chuyện mà mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình bố thí, mình phục vụ, mình hồi hướng, mình nghe Pháp, không? Mình học đạo, mình giữ giới, tất cả cũng đều là vận dụng 6 căn. Có lúc thì đủ 6, có lúc thì chỉ có 3 căn, 4 căn, 5 căn, tùy, nhưng mà nói tổng quát là điều làm thiện hay làm ác đều là vận dụng 6 căn hết. Nhớ nha. Như vậy vấn đề là cái vốn lý của mình đó, nó giống nhau đó, nhưng mà có kẻ nó dùng 6 căn làm cho tầm 7. Đấy, còn có kẻ nó dùng 6 căn để mà nó tu thiện, thấy chưa? Đây là một chuyện. Cái chuyện thứ hai mà tôi muốn nói nè, cái chuyện thứ hai mà con vạch áo lên, coi có chỗ nào trống, xăm vô ha, xăm vô cái này. Vạch áo lên. Cái hạng đầu, cái trường hợp đầu tiên ấy, nó dùng 6 căn nó làm toàn ở chữ tầm 7 không à. Còn cái hạng thứ hai nó dùng 6 căn để mình nó tu thiện. Nhưng mà tại sao tôi kêu cái bị xăm là xăm chỗ này nè. Trong cái đám làm thiện á, nó chia ra nhiều trường hợp lắm. Đó, như đã 1 tỷ lần tôi nói thế này, chúng sanh nó chia ra làm 3 nhóm. Chúng sanh ở đây là vô lượng chúng sanh trong vô lượng vũ trụ nha. Chứ không phải chúng sanh đây là le que 5-3 tỷ ở trên hành tinh này không. Tôi nói vô lượng chúng sanh trong vô lượng vũ trụ, nó chia làm 3 nhóm. Đấy, nhóm 1, từ lúc nó sanh ra cho đến lúc nó chết đi, nó chỉ có nhắm đến 4 chữ thôi. Đó là thích, ghét, buồn, vui. Nó chỉ nhắm tới cái gì nó thích, cái gì nó ghét, cái gì làm cho nó buồn và cái gì làm cho nó vui. Bất chấp thiện ác, bất chấp thiện ác, nó chỉ nhắm tới 4 cái này thôi. Thích, ghét, buồn, vui. Cả đời chỉ đi theo đuổi cái gì mình thích, cả đời chỉ theo đuổi cái gì làm cho mình vui, cả đời trốn chạy cái gì mình ghét, cả đời trốn chạy cái gì mà mình làm cho mình buồn, mình khổ. Chỉ bao nhiêu đó, thích ghét buồn vui, còn thiện ác không thành vấn đề. Cái hạng thứ hai, cái nhóm thứ hai đó là nó cũng tiếp tục coi nặng 4 cái là thích ghét buồn vui, nhưng mà nó biết quan tâm đến thiện ác. Nó biết làm lành lánh dữ. Để chi? Để mà nó gọi là thực hiện cái lý tưởng trốn khổ tìm vui. Nha, cái hạng thứ hai đó, nó cũng tiếp tục trốn khổ tìm vui như hạng thứ nhất. Nhưng mà hạng thứ nhất thì bất kể thiện ác, còn cái hạng thứ hai là trốn khổ tìm vui mà bằng cách là làm lành lánh dữ. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà Đức Phật đặc biệt khích lệ tán thán tuyên dương.
tán thán, khích lệ, tuyên dương, không? Và đề nghị thiết tha trong 45 năm hoằng đạo, là cái hạng thứ ba này. Là cái hạng thứ ba này nó cũng tiếp tục làm lành lánh dữ, nhưng mà không phải để trốn khổ tìm vui, mà nó làm lành lánh dữ để nó không còn thiện ác buồn vui, không còn quan tâm đến cái chuyện thích ghét vui buồn nữa. Đó, nhớ nha. Đó, phải ôm lại ba cái nhóm chúng sanh này rồi tôi mới giảng cái trường hợp thứ hai được. Thì cái hạng thứ nhất là cái trường hợp thứ nhất là nó tận dụng, nó dùng sáu căn để làm ác. Cái hạng thứ hai là nó dùng sáu căn để nó tu thiện. Nhưng mà trong cái đám này nó lại chia ra hai nhóm. Nó tu thiện để mà nó đừng có khổ và để được vui, chưa khác, mà phải là trường hợp hai mới khác. Nó hành thiện lánh ác để mà nó gieo duyên giải thoát, đời sau không còn thiện ác buồn vui, nghĩa là khi chứng thánh. Mà tại sao? Ở đây trong room này tôi biết có nhiều người bị sốc. Sốc ở chỗ là ngày xưa tôi không biết đạo thì bất phân thiện ác, đúng rồi. Bây giờ tôi biết đạo thì tôi phải làm lành lánh dữ, mà tại sao trong bài giảng này lại nói rằng mục đích cao nhất của chuyện tu hành là chấm dứt thiện ác buồn vui? Dạ, nói vấn đề nó như thế này. Học giáo lý Lơ Tơ Mơ đó thì mình thấy rằng cái thiện nó tốt hơn cái ác, cái vui nó hay hơn cái khổ, đúng không? Đấy. Nhưng mà nếu học đạo, hành đạo thêm một tí nữa thì người học đạo, hành đạo sẽ thấy rằng ác nó dẫn đến cái khổ, đúng rồi. Cái thiện nó dẫn đến cái vui, đúng rồi. Mà cái vui nào đi nữa rồi nó cũng có lúc nó mất. Đó là một chuyện. Thứ hai, cái vui nào, cái thiện nào đi nữa rồi cũng có lúc nó phải nhường chỗ cho cái ác và cho cái khổ. Luôn luôn như vậy. Hễ còn là phàm phu, hễ người nào mà còn dính tới cái thiện thì người đó chắc chắn còn dính tới cái bất thiện. Người nào còn dính tới cái vui thì người đó còn dính tới cái buồn. Mà hễ người nào còn dính tới cái thích thì chắc chắn người đó phải có lúc gặp cái mình ghét. Đấy. Và nói rốt ráo nữa thì một người hiểu được bốn đế thấy rằng mọi hiện hữu ở trên đời này là khổ, dầu đó là nụ cười hay nước mắt thì cả hai đều là khổ. Khổ gián tiếp hay là khổ trực tiếp. Đấy. Cái vị đắng hôm ngày buổi giảng ngày hôm qua tôi có giảng, cái đắng đó, đó là khổ, đúng rồi. Đấy. Nhưng mà cái ngọt nó cũng khổ, là vì sao? Là vì mình muốn cái ngọt mà không được cũng là khổ. Hành trình đi kiếm tìm cái ngọt đương nhiên là khổ. Tìm không được là khổ. Tìm được rồi mà giữ không được cũng khổ. Đó là nói cái ngọt đó nha. À, muốn không được là khổ. Hành trình kiếm tìm, đầu tư, tích lũy, xây dựng, sở hữu nó cũng là khổ. Mà có được nó rồi, không giữ được nó hoài cũng là khổ. Như vậy thì cái đắng nó là ngọt, cái đắng nó là khổ, đúng rồi. Mà bản thân cái ngọt cũng khổ luôn, có điều nó khổ gián tiếp. Và một cái này dạch áo lên coi có chỗ trống thì xăm vào. Xăm cái này. Đấy. Không chịu được cái khổ trước mắt thì là tâm sân. Mà không có tự chủ được cái sướng trước mắt là tâm tham. Các vị thấy chưa? Đây là lý do tại sao phải tu tập cái niệm xứ. Tôi nhắc lại, không chịu được cái đắng, cái khổ trước mắt đó là tâm sân. Mà không có kiểm soát, không tự chủ, tự chế, điều tiết được trước cái mình thích thì đó là tâm tham. Đấy. Cho nên phàm phu thì có lúc tạo nghiệp thiện, có lúc tạo nghiệp ác. À, nhưng mà cái lúc mà hưởng quả đó, thì khi mà họ hưởng cái quả đắng thì họ hưởng bằng tâm sân, mà khi họ hưởng được cái quả lành đó, họ hưởng bằng tâm tham. Như vậy thì lúc mà tạo thiện tạo ác thì nó có khác, lúc có tốt có xấu, nhưng mà lúc hưởng quả thì tuyệt đại đa số đều hưởng quả thiện ác bằng tiền não hết, nhớ nha. Cho nên hồi nãy tôi mới nói cái vốn liếng này là gì. Chuyện đầu tiên, có sáu căn giống nhau, cái vốn liếng tạm thời giống nhau. Nhưng mà có người thì họ dùng cái sáu căn để làm toàn chuyện ác. Rồi có cái hạng thứ hai là dùng sáu căn để làm việc thiện. Mà trong cái đám làm việc thiện đó, nó lại chia ra hai nhóm. Một nhóm nó làm việc thiện để nó tiếp tục nó lăn trôi sanh tử luân hồi. Còn cái nhóm thứ hai nó làm thiện để mà nó nhắm đến chuyện kết thúc sanh tử, không có còn thiện ác buồn vui. Một cái vị mà hiểu được bốn đế rốt ráo, vị đó thấy rằng khổ vui đều là vô ngã vô thường, và thiện ác là điều kiện tạo ra khổ vui.
mà điều kiện tạo ra cái vô ngã vô thường đó thì cái điều kiện nó cũng là cái cần phải bỏ đi. Nhớ nha, khi mà thiện ác nó là vô ngã vô thường thì cái điều kiện tạo ra cái vô ngã vô thường đó cũng là cái cần phải bỏ đi. Cho nên vị A-na-hàm á là coi như là đã hiểu ngon lành nữa đó về bốn đế, nhưng mà còn sót một miếng nhỏ xíu nặng khoảng 2 gram, khoảng 2 gram về bốn đế, có khoảng 2 gram vì nó chưa có hiểu đấy, chưa có thấm thía lắm, cho nên vị nó cũng còn tái sanh thêm mấy kiếp ở trên cõi tịnh cư. Nhưng mà riêng vị La Hán thì dứt khoát, vị đó hiểu thấu đáo rốt ráo, vị đó không còn một tí ti đam mê nào ở trong hiện hữu, dầu đó là hiện hữu cõi phạm thiên, dầu đó là niềm vui của thiền định, của tứ thiền ngũ thiền, của thiền vô sắc sắc giới, thì vị đó không còn một tí ti nào gọi là thích thú đam mê, không có thấy một tí ti vị ngọt nào trong sự hiện hữu ở bất cứ cảnh giới, tình trạng, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh nào hết. Cho nên vị đó không còn một tí ti thiện hay là ác nữa. Ác là dứt khoát là hết rồi, nhưng mà thiện cũng không, bởi vì mùa xa ngày buổi giảng ngày hôm qua tôi nói, ngày mình còn phàm phu 100% không biết Phật pháp đó, thì mình giống như một đứa bé, cái gì cũng bỏ vô miệng, từ cái bánh cho đến miếng cái phân, cái cục phân mà mình nó mới vừa phọt ra nó cũng bỏ vô miệng nó được. Đấy, đó là người chỉ biết đạo. Người biết đạo rồi thì thấy cái thiện nó giống như đóa hoa đấy, và cái ác nó giống như là đống phân vậy. Nhưng mà lớp mình chứng thánh rồi đó thì mình thấy thiện ác buồn vui nó giống như là hai cái bãi phân. Một cái đống phân là phân phân tươi, phân chậm nhẹt à, còn cái là phân đống phân người mà đã được là rút nước sấy khô bỏ vô túi chân không vây khum à, thì dầu là cái đống phân chằn bẹt hay là cái đống phân nó được sấy khô bỏ vô cái túi chân không, túi vây khum thì cái nào cũng ớn hết. Mặc dù mình nhìn cái túi phân mà nó đã được rút nước, đã được sấy khô thì mình thấy nó đỡ ớn hơn chút, nhưng mà mình hiểu rất rõ đây là cái đống phân khô thân người này, chỉ được là rút nước sấy khô thôi chứ nó vẫn là phân. Và có lẽ trong rừng này cũng không ai hứng thú gì mà lấy một bịch vậy đem bỏ một túi hoặc làm quà Tết gửi tặng được, cái chất mình tặng ai cũng muốn, mà ai tặng mình cũng muốn, đúng không? À, đi nó khác nhau cái phân khô phân ướt, phân một nắng, phân hai nắng, phân ba nắng thôi à, nó khác nhau một tí đó thôi à, và các vị cũng nghĩ cái này với ổng nói hay là kinh nói giả, cái này kinh nói nhưng mà tôi nói Phật dạy đấy, Phật dạy. Bà con tìm bên tiếng Anh gọi là tiếng Việt, trong đó có tìm cái keyword tùy bà con muốn chọn gì chọn, trong đó Đức Phật dạy thế này này, các vị kêu giống như là một miếng phân người à, dầu nó nhỏ xíu dính trên đầu cái cây tâm á thì nó cũng là đáng ngớ. Ta nói rằng một tí ti hiện hữu, một tí ti hiện hữu trong tam giới đó, dầu nó có vi tế, nó có bé mọn cách mấy thì nó cũng đáng gớm, đáng sợ và đáng chán như vậy đó. Ừ, rồi nãy giờ các vị nghe tôi nói là phân tươi rồi phân xí khô, các vị nghĩ chắc là tôi bịa, không có đó kinh nói nhưng mà tôi nói nha, có điều tôi chỉ diễn dịch thôi, chứ trong kinh nói cái tinh thần là kinh nói. Phật dạy là một miếng phân người dầu cho nó dính trên cái cây que, cái que gỗ hay cái tâm sỉ răng thì nó cũng đáng gớm, chứ không nhất thiết là phải là một đống to đùng 1-2 kg không. Thì bà con tưởng tượng cho tôi nói đúng không? Cái tâm xẻ răng mà người ta dùng rồi, người ta luyện là mình cầm lên mình đã thấy gớm. Cái tâm xẻ răng mà đã qua sử dụng là mình đã gớm. Nói chi là mình muốn phân người. Một người mà đẹp bằng trời đi nữa mà mình nhìn cái răng của họ mà dính cộng rau miếng, dính miếng rau muống là mình đã nổi óc rồi, các vị thấy không? Tôi nói có hai hình ảnh mà có lẽ sau này tôi đắc quả là nhờ hình ảnh, là một là người mà đẹp cách mấy người nhìn thấy cái răng họ chín rau là một, hoặc là họ ngồi trước mặt tôi mà họ cho ngón tay vô lỗ mũi mà họ ngoái đó là tôi nhìn tôi đắc liền à, nó đẹp bằng trời đi nữa nhưng mà mình nhìn mình thấy nó đưa ngón tay vô mũi mà nó móc móc là nó có mấy người mà móng tay dài đó, nó móc xong rồi nó búng cái chốc lên tường đó là tôi thấy là tôi tạm chân sống rồi nha. Thì một cái người mà chán sợ sinh tử cũng vậy đó, họ nhìn nó một miếng phân người chút xíu, hoặc là thấy người ta ngoái mũi người ta gỡ cái móng nó búng lên tường chút xíu vậy thôi đó, mà ai cũng có giống nhau, giống chạy chạng à, nhưng mà nó ớt. Nhưng mà cái người mà thật sự mà có hiểu đạo, có hành đạo thì mới thấy rằng mỗi giây phút mà hiện hữu trong đời sống này nó là một cái gánh nặng, nó là của nợ, nó là cái khổ
Phải nói đó là một sự thật. Nên khổ chỗ nào là hễ còn, bây giờ nói thân người mình đi, hễ mình ngày nào mình còn mang cái thân này là mình còn kín đáo, mình cứ mang cái chết, cái già, cái bệnh ở trong đó. Tôi nói nếu mà mình có thể bấm nút mà để thay hình đổi dạng thì chắc lẽ là nhỏ lớn tôi bấm tới 8.000 lần rồi. Tôi chán cái thân này của tôi lắm, nó nhỏ, nó xấu, nó bệnh, rồi bây giờ nó còn thêm cái vụ nó già nữa. Ốm yếu tông teo, người ta là hình chữ V, bụng eo ngực nở, còn mình thì ngực thì nó teo mà bụng nó nở, V ngược, nhìn nó nản lắm. Đấy. Nhưng mà mình phải gánh đó, đó vậy thì cái thân và cái tâm. Ngày nào mà mình còn là phàm phu thì cái tâm mình nó còn đầy ắp phiền não, lúc thì tham sân si hờn giận nghi ngờ bực bội tức tối, không sợ hãi lo ngại kiêng dè mệt lắm, đó là tâm đó. Cho nên có những chúng sinh mà họ chán cái thân này đến mức mà họ muốn về cõi, về một cái cõi mà không có thân. Rồi có lúc có những chúng sanh nó chán cái tâm này đến mức nó tu hành, nó nguyện về cái cõi không tâm. Nhưng mà Phật ra đời Phật nói không, cõi một cái cảnh giới mà không có tâm á, cuối cùng nó ở cho hết thì nó cuối cùng cũng trở về với cõi có tâm. Mà cái cõi không thân á, thì có lúc nó hết tuổi thọ rồi thì cũng phải có lúc nó quay về với cõi có cái thân. Tốt nhất là kết thúc cả hai. Mà đa phần Phật tử Việt Nam không có được học giáo lý, cho nên nó là cái sợ nhiều lắm á. Nghe nó sợ sinh tử là chẳng qua hôm qua tôi buổi giảng qua tôi có nói, mình nói sợ sinh tử chẳng qua là tại vì mình có một gia đình không như ý, có một tình yêu không như ý, có một điều kiện tài chính không như ý, có một mặt mũi không như ý, xấu quá, bệnh quá, nghèo quá, không? Chồng vợ không ra gì, không? Con cái không ra gì, bên nhà chồng bên nhà vợ không ra gì, xã hội đất nước không ra gì. Rồi mình chán một cái gì đó rồi mình cũng bắt chước người ta, mình nói ừ con chán đời, con đi tu, con cầu giải thoát. Cái thật ra đó, nếu mà nó chán sợ sanh tử đó không phải dễ đâu. Tại vì tôi đã nói 1.000 lần, 1.000.000 lần, nếu bây giờ bà con mà sống được là 3.000 tỷ năm tới chết, thấy không, mà cơ thể thì coi như là thơm phức, khỏe mạnh, không bệnh hoạn, đi mây về gió, muốn tới được chỗ nào cũng được, ở bên cạnh người mình thương, sở hữu được cái mà mình thích, không, ngày đêm nắm tay người mình thương, bay khắp các gọi là thiên hà vũ trụ, không, sờ chạm các cái tinh vân, các tinh tú, không, tới được những cái ngôi sao chất đầy kim cương, không, rồi hoa hồng, rồi trời xanh mây trắng nắng vàng, không, rồi sống ngàn triệu tỷ ức năm trên đó, thì gọi lúc bà con có muốn là kết thúc sanh tử không? Trong kinh nói rất rõ, chúng sinh có ba hạng. Chúng sinh mà tu hành đó nha, cái thứ mà không có tu thì mình đem luyện, là bây giờ nó cái hạng có tu nó có ba hạng. Ba hạng này nó được tạo ra từ ba cái khổ. Tất cả cái khổ trên đời nó nằm gọn trong ba cái khổ. Cái khổ thứ nhất là khổ khổ, có nghĩa là sự có mặt của những gì mà làm cho thân tâm khó chịu. Cái khổ thứ hai là hoại khổ, có nghĩa là sự vắng mặt của những gì mà làm cho thân tâm mình dễ chịu. Cái thứ nhất là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu, cái là gọi là khổ khổ. Còn cái khổ thứ hai là hoại khổ, có nghĩa là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm mình thì dễ chịu, mà nó mất mình cũng khó chịu, cũng khổ. Cái khổ thứ ba gọi là hành khổ, có nghĩa là cái sự lệ thuộc các điều kiện để mà sướng khổ. Thì cái chỉ riêng cái khía cạnh lệ thuộc điều kiện đó, nó cũng là cái khổ. Thì chúng cái người tu hành nó cũng dựa vào ba cái khổ này mà nó được chia thành ba hạng hoặc là ba cấp khác nhau. Cái cấp một, chúng sanh hạ căn á, là khi nào nó gặp cái đắng nó mới chịu tu. Đấy, cái hạng trung căn á, là khi nào cái ngọt bị mất nó mới tu. Còn cái hạng thứ ba là nó thấy hãy còn có cái lưỡi là mệt, còn có cái lưỡi để mà biết đắng ngọt là mệt, cho nên nó thấy cái lưỡi là nó muốn tu rồi. Bây giờ nói minh họa nè. Cái hạng thứ nhất nó thấy rằng là nó thấy cái gai của hoa hồng là nó muốn tu. Cái hạng thứ hai nó thấy cái hoa héo là nó muốn tu. Cái hạng thứ ba nó thấy cái chậu bông là nó muốn tu rồi. Nó thấy hãy từ có cái chậu bông nó mới có gai, rồi từ cái chậu nó mới ra cái hoa héo, không? Đây. Thì cái bậc mình mà cái hệ bậc hạ căn á là phải gặp đắng cay mới cầu giải thoát. Cái hạng trung căn là khi cái ngọt ngào bị mất đi mới cầu giải thoát. Cái hạng thứ nhất là khi gặp cái vật hay là người mà mình ghét, ghét mà không xa được, họ bực, nhờ cái bực cái ghét đó họ mới tu. Thương phải ghét phải gần. Còn cái hạng thứ hai là thương phải xa.
Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không gần được cái mình muốn, không gần được cái mình thích. Cái mình thích, cái mình muốn nó không còn nữa, cho nên họ tu. Còn cái hạng thứ ba đó là cái hạng là họ tu là vì họ thấy sự có mặt của năm uẩn là khổ. Nha, kẹp nha. Hạng thứ nhất là vì chán sợ cái khổ khổ, hạng thứ hai là chán sợ cái hành cái hoại khổ, và hạng thứ ba là chán sợ cái hành khổ. Hạng thứ ba là không cần thử thách, không cần sanh ly tử biệt gì hết, chỉ cần họ xét thấy rằng còn có mặt trên đời này là còn tiếp tục hiện hữu trong sự vô nghĩa, tẻ nhạt, mệt nhoài. Họ nghĩ về cái họ buồn. Liệu có bao nhiêu người trong 1.000, có phải 100, có bao nhiêu người trong 1.000 Phật tử Việt Nam thật sự thấy đời sống này là tẻ nhạt, là vô vị? Tôi nhớ hoài, tôi đã trích dẫn một câu nói trong cái phim Twilight của Mỹ đó. Trong đó có một câu nói mà nhân vật nam chính nó nói với cái cô người yêu của mình. Còn anh hỏi thế này: Honey, nếu chúng ta sống hoài không chết thì chúng ta sẽ sống cho cái gì? Cái câu đó nó hay lắm. Hay. Tôi không có coi cái phim đó mà tôi coi một cái pano quảng cáo. Bây giờ cái nhân vật chính trong đó là một con ma cà rồng. Anh yêu một người con gái. Không? Và cái câu đó nó hay đến mức mà trong cái pano đó tôi đọc cái câu, đưa cái câu đó bên Mỹ. Là tôi thấy câu tôi thích quá. Là em nghĩ đi, nếu chúng ta sống hoài không chết thì chúng ta sẽ sống cho cái gì? Cứ nắm tay nhau bay hoài trong vũ trụ, trong các dải ngân hà, không biết già, không biết bệnh, không biết chết là gì, ở với nhau hoài như vậy nó được cái gì? Các vị có biết không? Nói theo kinh Phật không hề có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi. Đấy. Chúng ta phải đói chúng ta ăn mới ngon, khát uống mới đã, phải có xa cách thì gặp nhau mới mừng. Chứ còn bây giờ mà mọi thứ nó như ý hết cả đời, không biết đói, không biết khát, không biết bệnh, không biết ngứa thì đâu có sướng để gãi. Rồi mình ở gần cái người mình thương, đời đời kiếp kiếp không có chia ly thì không có trông đợi, không có mỏi mòn, không có thương nhớ thì lấy gì mà nó hâm nóng cái tình đó. Không? Mà lâu lâu nó còn pha một tí ghen, ghen đôi khi nó giống như một tí tiêu, một tí ớt, phải có một tí mới kích thích. Chứ còn mà tôi nói hoài, tôi nói có hai trường hợp, có hai lý do mà mình không nên lập gia đình. Thứ nhất, lấy cái đứa mà nó có khả năng làm cho mình ghen ấy, là lên máu còn cũng chết. Mà lấy cái đứa mà không có khả năng làm cho mình ghen đó, thì đi tu đi cha. Lấy cái người mà không có khả năng làm cho mình ghen nó làm cái gì? Mà lấy cái đứa mà nó có khả năng làm cho mình ghen đó, là mình cũng chết dịch. Là bởi vì suốt ngày mà mình thấy nó đi ra phố mà nó không chịu về là mình chết sớm. Mình thấy nó đi sớm về khuya là mình chết sớm. Còn lấy cái đứa mà coi như mình không màng tới nó muốn đi đâu thì mặc xác nó, kệ cha nó, thì lấy làm cái gì? Mà nếu mà nói như vậy đó thì đời sống này đúng là đau khổ thiệt ấy. Lấy cái thứ mà mình sợ mất á, thì nó mới đã. Mà hễ còn sợ mất là còn khổ. Còn mình sở hữu một người, một vật mà mình không sợ mất á, thì sở hữu làm cái gì? Các bạn nghĩ cái đồng hồ trong tay mình đó. Mình đeo một cái đồng hồ, một chiếc nhẫn, một cái sợi dây chuyền, một cái xuyến tay mà nó có khả năng làm cho mình bận tâm, mình sợ mất cái, từ đeo của nó mới đã không? Nhưng mà cái đã đó, nếu mà đem căng ra thì cái đã nó không biết nó nhiều hơn cái lo hay không. Như vậy thì thôi dẹp khỏi đeo. Rồi cái trường hợp thứ hai, mình đeo cái thứ mà mình không sợ mất, đeo làm cái gì? Dẹp khỏi đeo luôn, không? Rồi cho nên ấy, cái vốn liếng của chúng ta sinh ra đời này nè, trước mắt tạm thời giống nhau, đứa nào cũng có sao càng hết, nhưng mà tùy thuộc vào cái gọi là cái cơ địa tâm lý. Vì cơ địa có cái từ cơ địa sinh học và cơ địa tâm lý, ở đây tôi gọi là cơ địa tâm lý. Cơ địa tâm lý tức là khuynh hướng tâm lý, rồi cái tiền nghiệp và cái môi trường sống, tùy thuộc vào ba cái đó mà chúng ta tận dụng và vận dụng sáu căn của mình để làm thiện hay làm ác, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là trong cái đám mà hành thiện ý, nó lại chia ra hai nhóm. Có một nhóm nó hành thiện ý, để mà nó gọi là tiếp tục đầu tư tập khí sanh tử, tiếp tục luân hồi lăn trôi ba cõi sáu đường ngũ thú lục đạo. Còn một đứa thì nó hành thiện để mà nó chấm dứt mọi hiện hữu, xem chưa? Đây, cái hạng thứ hai này là khỏe quá, nhưng mà nó không có gì để nói. Cái hạng thứ nhất, cái hạng nó mới mệt, cái hạng mà hành thiện để mà đầu tư sanh tử
Bởi vì sao? Chị nói nhất, cái vốn liếng của mình đầu đời là sáu căn. Cái vốn liếng thứ hai là từ sáu căn đó mình có bố thí, trì giới, thiền định, đúng không? Đấy. Nhưng mà nó khổ thay, có kẻ lấy cái thiện đó, trước hết lấy sáu căn làm vốn để hành thiện, rồi lấy cái thiện đó, lấy cái thiện đó làm vốn liếng để tiếp tục sanh tử. Wow! Có người đời này bố thí nhưng mà không cầu quả giải thoát. Có người đời này tu từ tâm mà không cầu quả giải thoát. Có người thiền định mà không cầu quả giải thoát, trì giới nhưng mà không cầu quả giải thoát. Kiếp sau sanh ra đẹp trai, có nhà giàu, học giỏi, khỏe mạnh, thông minh, nhưng mà để tiếp tục gieo cái nhân sanh tử hôm nay. Các vị nhìn sang các giới thượng lưu trong các xã hội thì thấy có biết bao nhiêu cô cậu, cô diêu cậu ấm cực kỳ sung sướng, đẻ ra ngậm thìa vàng, đẻ ra trong bọc điều, nhưng mà họ không hề biết tận dụng cái vốn liếng mà họ có. Có nghĩa là kiếp xưa họ đã biết vận dụng cái vốn liếng sáu căn để hành thiện, và từ cái thiện đó, từ cái nhân thiện đó, bây giờ họ lại có được cái quả thiện. Mà cái quả thiện đó nó đúng ra nó lại là tiếp tục là vốn liếng nữa, không? Vốn liếng cho cái thiện đằng này. Ngày xưa dùng sáu căn, dùng cái vốn sơ liếng sáu căn để hành thiện, rồi cái hành thiện đó nó tạo ra cái quả thiện. Bây giờ họ dùng cái quả thiện đó làm vốn liếng để họ sống bất thiện. Và tôi đã nói 1000 lần, em có ba là nhân tạo ra quả. Cái này ai cũng thấy, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, làm ác bị khổ, làm thiện được vui. Đó là trường hợp nhất, là quan hệ nhân tạo ra quả. Trường hợp thứ hai, quả tác động nhân. Có nghĩa là khi mà anh hành thiện thì kiếp sau sanh ra anh được sung sướng. Nhưng mà có kẻ lấy cái sung sướng nó làm điều kiện để sống ác, có kẻ lấy cái sung sướng nó để làm điều kiện sống thiện. Đấy. À, cho nên cái quả nó tác động nhân. Rồi cái quan hệ ba là nhân tác động nhân. Có nghĩa là sao? Theo trong Adidam ấy, mỗi một cái ác niệm nó xuất hiện, nó sẽ để lại một cái thói quen cho kiếp sau. Kiếp sau sinh ra gặp đúng cái môi trường, gặp đúng cái điều kiện là cái ác niệm nó bật dậy. Đấy. Trong cái thuật ngữ Adidam gọi là thường cảnh y duyên. À, à, bên ngôn ngữ học, trong tâm lý học bây giờ nó gọi đó là mental habit, tức là cái thói quen tâm lý, không? Đấy. Rồi cái thiện niệm cũng vậy, khi mình có một cái thiện niệm nó có mặt xuất hiện trong lòng mình đó, thì nó kín đáo để là một thói quen, để đời sau sanh ra, đấy, đời sau sanh ra là hãy có cái cơ hội mà làm thiện, tự nhiên cái thiện căn nó bật dậy. Đấy, nhớ nha. Và tôi đã nói 1000 tỷ lần đó là mỗi người sinh ra có hai cánh tay, tay phải và tay trái. Vấn đề là có người thuận tay phải, có người thuận tay trái nha. Đấy. Thì mỗi người về mặt tâm lý cũng có hai thứ bản năng. Bản năng thiện và bản năng ác. Một cái là bad instinct, một cái là good instinct. Ai cũng có bản năng thiện, ai cũng bản năng ác. Vấn đề là cái bản năng nào nó mạnh. Giống như hai cánh tay, ai cũng có, nhưng mà anh thuận tay nào. Ê, thì ở đây cũng vậy. Đứa nào cũng có bản năng thiện, đứa nào cũng bản năng ác. Mạnh tử thì nói nhân chi sơ tay sờ ly rượu, ớ không, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhân sơ tánh bổn thiện, coi như là trong Phật pháp thì không có tánh bổn thiện, mà nhân chi sơ là tánh bổn thiện ác đề huề, nhớ nha. À, nó đề huề, nhưng mà cái vấn đề là nó tùy thuộc vào cái môi trường sống mà cái nào nó phát triển. Đó, cái nào nó phát triển. Nếu mà mình đẻ ra trong cái vốn liếng mình đó, mình đẻ ra là trong thân người, rồi có trí tuệ, sáu căn không bị tàn khuyết, thiếu hụt, mà lại gặp được minh sư thiện hữu, không? Môi trường xã hội tốt đẹp, thì cái thiện căn nó phát triển, cái bản năng thiện nó phát triển. Còn nếu sanh ra mà coi như là ngũ căn thì khiếm khuyết, bị ba trợn cười, bị mấy thằng Down syndrome, mấy thằng Mogol, không? Rồi hoặc là bị mù, bị câm điếc bẩm sinh, hoặc là sinh ra trong một cái gia đình mà trời ơi đất hỡi, bố đánh bài, mẹ thì móc túi, đó là thua, nghiện ngập là thua. Sinh ra trong một cái xã hội mà đồng tiền là tất cả, sinh trong một xã hội gian trá lọc lừa, lương lẹo lật lọng, thì mình cũng mệt.
Cho nên là tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và môi trường sống mà cái bản năng nào trong ta nó mạnh. Đấy, nhưng mà chưa còn nữa. Cái bản năng thiện hồi nãy tôi nói rồi, nó có hai nhánh. Thiện là để tiếp tục quẩn quanh, làm kiến bò miệng chén, hay thiện mà nhắm đến cái sự giải thoát. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, người Việt trong nước chia làm hai nhóm. Nhóm một, kiếm tiền để tiếp tục sống sung sướng, làm đại gia trong nước. Nhóm hai, kiếm tiền để có điều kiện định cư nước ngoài. Đấy, họ không muốn sống trong nước nữa. Trung Quốc cũng vậy, 60% nhà giàu Trung Quốc muốn định cư ở nước ngoài, đặc biệt những chỗ họ muốn đến là Canada, Úc và Hoa Kỳ. Một phần rất nhỏ là về châu Âu. À, 60% nhà giàu Trung Quốc. Việt Nam thì tôi chưa được đọc một thống kê nào, nhưng mà theo tôi nghĩ không dưới 60%. Không dưới 60%, cái là hơn phân nửa. Có nghĩa là, nhưng mà có điều gom gọn là thì là hai nhóm đi. Nhóm nhiều ít tôi không có mè, tôi chỉ nói gom gọn Việt Nam hai nhóm. Có nhóm làm giàu để tiếp tục sung sướng trong nước. À, mình thấy rõ ràng có những người bỏ bạc tỷ ra mua cái giường ngủ, bỏ bạc tỷ ra mua cái kiển bonsai, bỏ bạc tỷ ra để cất cái nhà, bỏ bạc tỷ ra mua chiếc xe để tiếp tục làm đại gia trong nước. Nhưng có những kẻ có bao nhiêu tiền thì ém sạch để mà cho đủ số giọt ra nước ngoài định cư, mua một cái quốc tịch ở Cyprus hay là Malta là chẳng hạn. Đây, giờ sẵn dí pháo tụi bài luôn cho bà con muốn giọt tụi bài cho. Malta với Cyprus mấy cái chỗ đó được lắm, có tiền cái tầm tầm khoảng chừng có lúc nó rẻ lắm. Malta với Cyprus có lúc khoảng chừng nửa triệu à. Nhưng mà tôi biết có những đại gia đó là họ chơi mạnh lắm, họ bỏ ra bạc triệu luôn. Họ qua họ mua đất rồi họ mua villa rồi họ lấy đó họ làm giống như cái bảo chứng để mà họ nhập tịch lẹ hơn. Hạ cánh an toàn, có những người họ còn chức trụ hạ cánh an toàn bên ngoài. Đấy. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là trong đám nhà giàu trong nước nó chia hai phe. Phe một là nó kiếm tiền để nó tiếp tục nó sống trong nước. Cái nhóm hai là nó tiếp tục nó vẫn làm giàu ấy, nhưng mà nó trên hình thức nó giống như cái nhóm một vậy đó, nhưng mà cái lý tưởng mà cao nhất ảnh là nhóm đó chỉ định cư nước ngoài. Thì cái người hành thiện lánh ác nó cũng chia làm hai phe như vậy. Cái phe một là coi như là hành thiện lánh ác để mình nó cầu có quả nhân thiên, cầu cái quả sinh tử. Còn cái nhóm thứ hai đó là coi như là hành thiện lánh ác để mà hướng đến cái chuyện chấm dứt sinh tử. Thì hồi nãy giờ tôi nói lòng vòng, tôi muốn nhấn mạnh cái nhóm thứ hai lắm. À, có những người giữ giới nhưng không phải cầu giải thoát, giữ giới để cầu quả nhân thiên, giữ giới mà coi như có thể tự tán phỉ tha, khen mình chê người, giữ giới để thấy mình hay, học đạo để thấy mình hay, bố thí để thấy mình hay, bố thí để kiếp sau mình sướng, không tu từ tâm để kiếp sau mình đẹp, mình khỏe, mình không có bệnh, được ta thương. Đấy. Và có biết bao nhiêu người, không có nói bao nhiêu người, phải nói là tất cả chúng sinh thì đúng hơn, trong vô lượng kiếp, cái này chắc giặt áo lên coi cái chỗ nào trống xăm chỗ này nha, phải xăm lên nha. Trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng có những kiếp chúng ta giữ giới ngon lành cực kỳ, có những kiếp chúng ta gọi là thiền định ngon lành cực kỳ, chúng ta đắc tới phi tưởng phi tưởng, nhưng cái giới và định ấy không được gọi là tam học, không được gọi là vô lậu học. Là bởi vì sao? Vì cái giới mà nó được trao dồi để làm nền tảng cho định, định mà được vận dụng để làm nền tảng cho tuệ, tuệ mà được tu tập để làm nền tảng cho giải thoát, thì cái giới định tuệ mà nằm trong cái công thức đó, đó mới được gọi là vô lậu học. Còn người mà không có biết đạo giải thoát thì có giữ giới bao nhiêu đi nữa thì cái giới đó không được gọi là vô lậu học. Cái định nó dầu mình đắc tới phi tưởng xứ cũng không được gọi là vô lậu học. Mà cái giới và cái định nó không có nằm trong cái tinh thần vô lậu học thì làm sao dẫn đến tuệ. Tuệ có nghĩa là giới định thì còn lánh ác hành thiện, nhưng mà lên tới tuệ đó là quan sát thiện ác buồn vui đều là mù sương, đều là sinh diệt hết. Cái đó gọi là tuệ. Còn giới và định thì còn ở cái giai đoạn gọi là hành thiện lánh ác. Không? Coi cái ác là cái cần phải tránh, hành thiện là cái cần phải tu, và còn được quyền thích thú trong cái thiện.
còn được quyền vui khi mà lắm được ác, vui thích khi mà hành được thiện. Nhưng mà tuệ thì không. Cho nên cái vốn liếng, chữ vốn liếng ở đây nó sâu ghê lắm. Cái vốn liếng thứ nhất là anh có tận dụng sáu căn để mà anh hành thiện hay là làm ác. Cái vốn liếng thứ hai là khi mà anh hành thiện ấy, anh lấy cái thiện đó làm vốn liếng sanh tử hay là vốn liếng giải thoát. Cái thứ ba, khi mà anh tu tập giới định tuệ đó, thì anh có lấy cái giới của anh đó là làm cái vốn để anh tu định hay không, và cái định nó có phải là cái vốn để anh tu tuệ hay không. Đó là một chuyện rất là quan trọng. Dách áo lên xăm nha. Rồi cái này mới quan trọng. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, ngày xưa chưa biết đạo, không biết gì hết, cái đầu như con thú, chỉ có biết thích ghét buồn vui, không có nói tới. Cái tôi muốn nói giai đoạn tiếp theo, khi mà biết ba mớ rồi này, thì mình vẫn tiếp tục thích cái này, ghét cái kia. Có được cái mình thích thì mình gọi là hạnh phúc. Phải chịu đựng cái mình ghét, mình gọi là đau khổ. Vì muốn trốn khổ tìm vui nên mình làm các nghiệp thiện ác. Mình làm các nghiệp, mình làm cái chuyện là hành thiện lãnh ác, đúng không? Nhưng mà tới cái trình độ thứ ba đó, là coi như là mình gọi là không còn quan tâm đến thích ghét buồn vui thiện ác nữa, mà chỉ quan sát thôi. Cái chỗ này là cái chỗ mà tâm điểm cứu cánh, cái top mà tôi muốn giảng trong cái bài giảng sáng nay. Cái người mà sơ cơ ấy, họ chỉ hạnh phúc, họ đi tìm hạnh phúc khi nào mà hạnh phúc của họ là sự vắng mặt của đau khổ, thấy chưa? Rồi, nhưng mà khi mà tu khá một chút nữa, mình không còn quan tâm đến cái hạnh phúc và đau khổ, mà chỉ nhìn thôi, biết rõ rằng lạc thọ đang có mặt, khổ thọ đang có mặt, ưu thọ đang có mặt, xả thọ đang có mặt, tâm thiện đang có mặt, tâm bất thiện đang có mặt, chánh niệm đang có mặt, trí tuệ đang có mặt, thiền định đang có mặt, cảm nhận đang có mặt, tham sân si ái mạn kiến nghi đang có mặt. Chỉ nhìn nó, lúc bây giờ không còn phân biệt thiện ác, buồn vui, thích ghét nữa, mà chỉ thấy rằng mọi thứ nó đang đến và đi. Nhớ nha, coi kỹ coi có đúng không, mở kinh tín niệm xứ rồi coi, không có, hành giả không có chọn lọc. Ngày bài giảng qua tôi có nói, hành giả tín niệm xứ làm một cái chuyện duy nhất, đó là quan sát những cái trần cảnh mà mình không tránh được. Có nghe kỹ cái này không? Hành giả tín niệm xứ là cái người chỉ làm có một việc, đó là quan sát những cái trần cảnh mà mình không có tránh được. Trước đây là mình đi tìm, cái này mình tìm cái để mình nhìn, mình tìm cái để mình nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư. Còn bây giờ không có đi tìm, mà bây giờ cứ ngồi yên, hoặc là cứ bước, vì nhu cầu thì phải bước đi, phải ngồi, phải nằm, phải rửa chén, phải quét nhà, kẹt thì phải làm thôi. Nhưng mà lúc làm đó, đó thì quan sát hai chữ quách và chữ hào. Hào có nghĩa là biết rõ mình đang như thế nào. Còn quách là cái gì nó đang xảy ra. Đấy, cứ vậy thôi, không có kiếm tìm nha, không có kiếm tìm, không có chọn lọc trần cảnh, mà chỉ quan sát thôi. Cho nên cái tứ niệm xứ là gì? Là quan sát, ghi nhận những trần cảnh mà mình không tránh được, chứ không có đi tìm. Còn cái thứ mà nó không có tu ấy, thì nó đi tìm. Mà trong cái tìm nó bắt đầu nó lọc ra. Nó gặp cái nào nó thích ấy, thì nó thưởng thức bằng tâm tham. Mà cái nào nó bực ấy, thì nó ghi nhận bằng tâm sân. Còn cái anh tu tứ niệm xứ thì không. Anh không có đi tìm. Mà cái gì nó xảy đến, anh chỉ ghi nhận nó thôi. Đây. Mà đừng có lo, nó tôi không đi tìm làm gì có, yên tâm đi, yên tâm đi, cứ ngồi yên là tụi nó tới trùng trùng cả tấn như vậy xài nó hết. Này, ngày xưa mình cứ đi tìm dịp để mình tu, mình cứ đi đến chùa, mình gặp tăng ni, rồi gặp tượng Phật, rồi gặp chánh điện, rồi gặp nhang khói mình mới tu. Còn bây giờ không, bây giờ mình có hoàn toàn có thể tu trên giường, nằm bằng chánh niệm, hít thở bằng chánh niệm, đi trong toilet ngồi rặn bằng chánh niệm, xé giấy bằng chánh niệm, mở vòi nước bằng chánh niệm, kỳ cọ rửa ráy bằng chánh niệm, đấy, tắm rửa bằng chánh niệm, đấy, tu từ ở trong là nhà tắm lên tới nhà bếp, qua phòng khách, vô phòng ngủ, ra ngoài sân, mái hiên, hành ban công, tu sạch. Ngày xưa đó là mình thiện ác, buồn vui, thích ghét
khổ. Còn bây giờ tất cả sáu cái đó, thiện ác buồn vui không, sướng khổ, tất cả nó đều là cảnh để nhìn hết. Lúc bây giờ cái vốn liếng của mình nó nhiều ghê lắm, nó nhiều ghê lắm. Cái thứ mà chưa biết Phật pháp ấy, thì nó dùng sáu căn nó làm chuyện tầm bậy, rồi thêm bước nữa nó dùng sáu căn để nó tu thiện, rồi thêm bước nữa tập trung tu thiện là chưa khá, bây giờ phải đến một cái lúc nào đó mà thiện ác buồn vui đều là vốn liếng để mình tu hết. Đây chính là nội dung mà cốt lõi tôi muốn giảng trong bài giảng sáng nay. Vốn liếng căn bản, vốn liếng sinh học, vốn liếng cơ địa, đây của mỗi người là sáu căn. Cái vốn liếng thứ hai đó là vốn liếng thiện pháp. Đấy, cái vốn liếng thứ ba là thiện ác buồn vui đều là vốn liếng hết, nếu mà anh sống bằng chánh niệm và trí tuệ. Đây, lúc bây giờ mình là đại gia, là phú hào rồi. Bởi vì Mỹ nó có một câu rất là hay: người giàu nhất không phải là cái người cái gì cũng có, mà người giàu nhất chính là cái người hoàn cảnh nào cũng ok. Cái câu này nghe nó hay kỳ kỳ không, nhưng mà ngẫm lại nó đúng. Tôi nhắc lại, người giàu nhất không phải là người cái gì cũng có. Vì sao? Vì bốn cái chữ cái gì cũng có, đây là bốn cái chữ mà vốn dĩ không có thật. Cho nên không có thằng nào, đứa nào mà nó đủ bốn cái chữ hết. Cái gì cũng có là không bao giờ có. Ngay cả ông Bill Gates hay là ông mấy ông sếp Amazon, sếp Facebook, mấy ông sếp mà Tesla rồi đó, không, Google, không có ông sếp nào mà dám nhận bốn cái chữ mà cái gì cũng có hết đó. Cho nên cái đứa giàu nhất trên đời này dứt khoát là không phải là tính bằng cái tài sản, mà phải tính bằng tâm lý. Cái thứ mà có nhiều tiền, có nhiều nhà, có nhiều xe, có nhiều chuyên cơ, có nhiều du thuyền á, chưa chắc là giàu. Nhưng mà đứa giàu nhất là cái đứa mà hoàn cảnh nào nó cũng nhăn răng ra, nó cười được hết, không, cái giống gì nó cũng ăn được, cái giống gì nó cũng uống được. Tuy nhiên cứ nhớ cái này, cái này mở ngoặc nó không liên quan, mà tôi nhắc tới đây thì tôi phải nhắc cái câu này, mở ngoặc dạch áo xăm câu này: ăn cái gì cũng ngon và đó là tốt, nhưng mà thấy cái gì ngon cũng đớp là bậy. Nhớ nha. Tôi hai hạng này, hạng nào tôi cũng gặp hết. Có cái hạng là cái gì ăn cũng ngon hết, không, đồ Mễ, đồ Tây, đồ Thái, đồ Đại Hàn, đồ Nhật, đồ Việt Nam là nó quất sạch, nào cũng ngon hết. Đồ thiêu, đồ nóng, nguội, lạnh để ăn được hết. Đó là cái người ăn gì cũng ngon, cái này rất là tốt. Hành giả mà một nhà tu hay là một hành giả mà ăn cái gì cũng ngon là tốt, nhưng mà thấy cái gì ngon cũng ăn là bậy. À, nhớ cái này nha. Nghe cái này các em. Bây giờ đó là đúng là lạc đề, vậy tôi chợt nhớ tôi nói, bây giờ tôi quẹo qua chị khác. Cái người giàu nhất là cái người mà hoàn cảnh nào họ cũng thích nghi được hết này, thích nghi được. Còn cái hạn mà phải giàu thì giàu, nhưng mà phải như vậy mới được, phải như kia mới được, lãng chưa giàu lắm. Thì tu hành cũng vậy, cái chữ tự tại nó có hai: một là tự tại của bậc thánh, cái người nằm ngoài cái thích và ghét, nằm ngoài cái tham và sân, nằm ngoài cái sinh tử nhân quả, thì đó là tự tại, đúng rồi. Nhưng mà đó là tự tại siêu cấp. Còn cái tự tại mà sơ cấp là cái người có thể tu tập được trong mọi tình huống. Nhớ nha, mọi tình huống, thích, ghét, buồn, vui, thiện, ác, tất cả đều là vốn liếng để họ đi lên hết. Đấy, tất cả được gọi là upadhi. Tức là có nghĩa là mình dịch được cái cơ địa cũng được. Đấy, hoặc là mình dịch là nền tảng, hoặc là đất nền, hoặc là vốn liếng. Substratum. Rất là quan trọng, nhớ nha. Thì cái bài giảng sáng nay quý vị khi mà chép lại, quý vị chép bằng chữ chở đời cũng được, dịch cái chữ vốn liếng cũng được. Mà trước mặt tôi đó, bữa nay có mấy người khách ghé, mà nãy giờ tôi giảng mà tôi thấy rồi nó ngáp, nhắm mắt mà tôi nghe nó ngáp, mà tôi ngáp mà chắc trung trung những chuyện ngáp rách miệng này, phải không? Tôi giảng mà tôi còn muốn ngáp mà. Tại sao hôm nay mình đông quá mà mình còn ngồi ở đây? Là bởi vì mỗi lần nghe mấy cái bài giảng mà nó chạm vô cái chỗ mà nhức mình á, là mình chịu không nổi. Nhớ nha. Cho nên nó không phải là vô cớ khi mình bắt phật giáo bắt truyền ấy. Người ta có cái ngài Trí Khải đại sư, ngài có đưa ra cái học thuyết gọi là ngũ thời thuyết giáo. Có nghĩa là ngài nói là Phật cũng phải tùy lúc mà giảng pháp đại thừa, pháp tinh văn, tiểu thừa. Ở đây tôi nghĩ cũng dĩ nhiên cái bên Nam truyền không có, bên Nam truyền nói rằng Phật buổi sáng có thể gặp ăn cướp, buổi trưa có thể gặp học giả, buổi chiều có thể gặp kỹ nữ, buổi tối có thể gặp thương gia, cái gì đó bình thường.
Cho nên ngày thuyết pháp không, ví dụ mình ngũ thời thuyết giáo là không có, mình một ngày ngày có thể thuyết từ gọi là năm bảy cái trình độ khác nhau hết cho nhiều loại khác nhau nha. Nhưng mà phải nói là sáng hôm nay đối với tôi cái đề tài này tôi cho là rất là cần thiết, rất là quan trọng cho bà con Phật tử nha. Tôi nhắc lại, tôi đang bài giảng là tôi chỉ đặc biệt nhắm tới chữ vốn liếng. Cái đầu tiên là cái vốn liếng đầu đời, sáu căn giống nhau, cứ cho là vậy. Ai cũng có những cảm xúc buồn vui, ai cũng có những cái tính năng thiện ác giống nhau hết. Nhưng mà chúng ta có tận dụng nó để hành thiện hay lãnh ác, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, khi mà hành thiện, chúng ta hành thiện để cầu sanh tử hay là cầu giải thoát. Cái thứ ba, từng thứ thiện pháp được tu tập, chẳng hạn như giới, định, tuệ. Cái giới mình tu nó có phải là vốn liếng để mà phát triển định hay không? Cái định mà mình tu nó có phải là nền tảng cho tuệ hay không? Đó. Hôm nay chúng ta nói mình tu tuệ quán, mình vô thiền viện, nhưng mà họ tự hỏi lòng mình đi. Mà thứ nhất mình có hiểu đúng để mà tu đúng hay không? Và thứ hai, anh tu đúng nhưng mà cái lý tưởng anh nó có đúng là để cầu giải thoát hay không? Và cái thứ ba rất là quan trọng. Anh chỉ có thể thoát khổ khi mà anh thấy cái khổ là cái gì. Nha, anh mới chán sợ nó, anh mới đi đúng cái con đường mà lìa khổ, thoát khổ. Bởi vì bên Bắc truyền có một câu rất là hay. Tri huyễn thì tất ly, mà ly huyễn thì tất giác. Và chữ đó rất là hay, tri huyễn tất ly. Biết nó là giả thì mình đã rời nó rồi. Vì tri huyễn thì tất ly, mà ly huyễn tất giác. Khi mình rời cái huyễn thì là tự nhiên nó giác, giác ngộ nằm chặt chặt đó. Không, tôi nhắc lại, dạch áo ra. Dạch áo ra, từ dưới rúng lên coi chỗ nào trống xăm vô. Không. Tri huyễn là tất ly, mà ly huyễn là tất giác. Có nghĩa là anh thấy nó đồ giả là tự nhiên anh đã rời nó rồi. Thấy nó là giả là đã rời. Như có một câu chuyện mà tôi kể hoài là cái anh đó, ảnh đi với cô bạn gái vô trong khách sạn, cổ đi tắm rồi cổ quên đồ ở trong cái ba lô, cổ mới nhờ ảnh lục ba lô lấy giùm cái túi mà mascara đưa cho cổ. Ảnh lục không ra, ảnh mới đổ ba lô ra thì ảnh gặp có một cái hình cái thằng nào nó đẹp trai quá cỡ, ảnh ghen. Ảnh đợi cổ tắm xong rồi ảnh ra, ảnh mới đưa cái hình, ảnh hỏi thằng nào đây, có tôi rồi mẹ, vẫn có thằng nào. Thì con nhỏ nó nước khóc, nó nói miễn em câu hỏi này được không, đừng ép em vô đường cùng, em không có trả lời được. Thì thằng đàn ông nào mà nghe câu nó không nổi điên. Thì thằng đó nói ok, chiều nay là buổi chiều cuối, một trả lời, hai chia tay, thằng nào đây. Cuối cùng nhỏ này nó kẹt quá, nó nói hình của em lúc chưa giải phẫu. Thì khi mà cái thằng này mà nó nghe mà con nhỏ này nó xác nhận nó là cái hình của nó lúc chưa giải phẫu, thì thằng này lúc không có mửa thôi. Nghĩa là mấy ngày nó ôm nguyên cái thằng có râu mà nó không biết. Thì tri huyễn tức ly, mà ly huyễn tức giác là chỗ đó đó. Có nghĩa là biết đó là đồ giả rồi đó, thì tự nhiên ngay cái lúc biết là nó là tri huyễn tức ly rồi. Tri huyễn là nó ly huyễn rồi, tri huyễn tức ly. Mà ly huyễn tức giác là nó rời được cái huyễn, tự động nó giác thôi. Đại nhớ nha. Cho nên đó, Phật tử chia làm hai nhóm, một nhóm tu để thành thánh, một nhóm tu để không còn phàm. Thì tôi lạy các vị đừng bao giờ mà tu để thành thánh. Tại sao? Bởi vì thánh mình không biết, thánh nó mặt mũi họ ra làm sao mình cũng không biết. Mình có thấy nó ngộ ngộ, thấy nó mát lạnh, thấy nó rần rợn, mình tưởng thánh là thấy bụi nội nha. Còn mình tu để không còn là phàm nó chắc ăn hơn. Bởi vì phàm mình biết nó ra làm sao. Phàm thì nó là tham, sân, si, ái, mạn, kiến, nghi, ganh, tị, bụng, xỉn, tật, đố hơn. Rồi nhỏ, mọn, ganh, tị, tiểu, tâm, tụi nó hết. Đấy. Thì mình phàm mình biết nó ra làm sao. Cho nên mình cứ tu sao mình nó hết phàm rồi tự động nó thành thánh. Còn tu mà để cầu quả thánh thì nghe nó sang, nó nhìn nó nguy lắm. Bởi vì thánh mà đâu biết thánh ra làm sao, cứ thấy nó lạ lạ cái là tưởng thánh. Mà trên đời này không có gì mà đáng sợ chứ bằng không phải thánh mà tưởng thánh, không phải phi công mà tưởng mình phi công, không phải bác sĩ mà tưởng mình là bác sĩ rồi nó mệt lắm. Mình không là chồng bà hàng xóm mà mình tưởng bà là vợ mình thì mệt lắm. Không. Cho nên ý, cái rốt ráo và giảng sáng nay đó là tri huyễn tắc ly, mà ly huyễn tắc giác. Ok. Mà trời chúc bà con một ngày vui. Dạ, kính thiên sư. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn quý vị. Dạ, con kính chào sư. Rồi, nhân dịp năm mới vẫn còn hương vị Tết tại Việt Nam phải không quý vị? À, bên này anh Kiên cũng vẫn còn hương vị Tết đó quý vị. Nhân xin đại diện hai anh em xin kính chúc quý vị.